Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Được Rồi. Mình là Viên Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Balo Tali. Đây là kèo solo key. Đứng trước màn ống kính của Lâm là Viên Thái Lan 9m. Còn bên kia là Ôn 18 cộng 10m rưỡi dài. Đây là cuộc solo giữa đàn anh Viên Thái Lan và Ôn 18 cộng đang lên và đang lên. Đây là sân Hugo Vườn Xoài, ấp Tây Hạ, xã Mỹ Hiệp, Trà Mai. Một cú tán của Viên bay vào góc xoài. Hiện tại bây giờ sân đang có khoảng 19.000 khán giả đang xem trận đấu này. Họ nó kỳ tốt lắm mà, nó khó chịu lắm. Giờ sức đâu chạy. Ói cơm. Một pha kết thúc quá hay của Ôn. Ôn hay quá. Ba một. Tỷ số hiện tại giờ là 3-1, đang nghiêng về cho Ôn 18 cộng. Một pha ngay góc chữ A của Viên Thái Lan. 2-3. 8 điểm hay 6 điểm à gì? 8 điểm. Đánh 8 điểm tới nha các bạn. 2-3. Anh em bạn bè của Viên Thái Lan canh bóng ra ngoài, bóng rớt trong 2.5 tấc. Cam hả? 4-2. Ôn 18 cộng chấp sân luôn nha các bạn, chấp sân Viên Thái Lan nha. 4-2. Bóng tốt. Có cảm giác như là Ôn chưa quen cái tầm 10m rưỡi nha các bạn. Sân bên Ôn dài 10m rưỡi nha. Rất dài. Ôn vừa tự sát tạm lạc. Bốn đều. Bôn bôn. Bốn đều. Viên giờ tự sát tạm lạc 5-4 nghiêng về chôn 18 cộng. Chết tôi. Quá đáng tiếc, một cú dứt bóng quá hay côn. Đáng tiếc bóng bay ra ngoài. Hiện tại bây giờ khán giả các bạn thấy không, 19.000 khán giả đang có mặt tại sân này. Lại là Viên tự sát tại đám lạc. Còn nhóm bên này là nhóm của cá dầu, anh em của cá cha, cá chê phi. Bóng ra ngoài. 5 đều. 8 điểm tới nha các bạn. Tám đều. Ôn giờ tự sát tại Nam Lạc. 6-5. 7-6 hả? Xin lỗi các bạn, 7-6 các bạn lo điếm tào lao quá.
bóng ngoài xa Duyên ơi, ở đây còn nhìn thấy ngoài một tấc rồi. Bóng một tấc rưỡi luôn, chính xác. Bảy đều. Trái này là trái quyết định đưa anh em Mỹ Hiệp vào bờ hay đưa anh em Châu Đốc ra khơi. Còn bên đây là Duyên Thái Lan. Dò ga tiếp tục, có lẽ đây là trái cuối cùng cho nên hai bên rất gò bó các bạn. Quá hay chôn. Ôi té luôn rồi. Kết thúc. Duyên vào bờ 8-7, kịch tính qua kịch tính các bạn. Xin chúc mừng Duyên. Tỷ số 8-7 qua hay. Quá hồi hộp các bạn. Quá tuyệt vời cho Duyên. Tỷ số 8-7 hồi hộp kịch tính và nín thở.